Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái cách để làm cái món cốm rang. Thực ra thì tôi đã xem trên mạng các cái món cốm nhưng mà không thấy ai hướng dẫn cái món đấy cả. Mà cái món này rất là đơn giản. Nhưng ngày xưa chúng tôi rất là hay ăn và rất là ngon. Đây là cái cốm của Hà Nội này. Cốm này chúng ta thấy là nó không có màu xanh như kiểu mà cốm mà chúng ta mua ở trước đây rất nhiều nơi tẩm phẩm màu. Nhưng mà sau khi truyền hình quay các cái vụ bắt tẩm phẩm màu ấy, thì bây giờ ít rồi. Cái cốm mà nó có màu xanh xanh vàng á, nó không phải là xanh tươi như cái lá này. Xanh như cái màu lá này ấy, thì là cốm tẩm phẩm màu, còn cái kiểu xanh mà nó hơi hơi vàng vàng như này thì là cái cốm nó thật hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn như này ấy, thì chúng ta ăn nó rất là dai. Thì mỗi người có một cách ăn khác nhau, thích như sở thích khác nhau, nhưng mà ăn như này nó có cái hương vị nó khác, nhưng mà ăn theo kiểu rang lên thì nó lại ngon kiểu khác. Rang lên nó rất là thơm và ăn thì nó không dai như cái kiểu mà chúng ta ăn như thế này. Nếu mà tuổi thơ của ai đã từng ăn cốm hoặc là đã từng đi ra đồng lấy lúa nếp về để làm cốm thì rất là nhớ cái hương vị này. Mỗi lần mùa thu đến là phải ra Hà Nội là kiểu gì cũng phải mua một ít để ăn. Nó không ăn được nhiều, không dễ ăn như những cái loại khác, nhưng mà mình cảm thấy nó nhớ lại những ký ức về tuổi thơ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn cho nó nhanh và nó ngắn gọn. Bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên, chúng ta để ở cái nhiệt độ vừa phải thôi. Nó khoảng 120 gì đó. Xong chúng ta cho cốm vào luôn, bởi vì cái này chúng ta không cần cho dầu mỡ, thì có một số người thích ăn dầu mỡ thì cho một tí thôi. Nếu mà chúng ta cho nhiều dầu mỡ vào ăn nó chẳng ra cái món gì cả. Bản thân cái cốm thì nó đã có cái vị dẻo, vị thơm, vị béo của nó rồi. Nếu mà chúng ta cho nhiều mỡ vào nó không ra cái gì hết. Chúng ta rang ở cái nhiệt độ này ấy, thì nó sẽ mất thời gian hơn một tí, nhưng mà đổi lại thì ăn nó ngon hơn và nó không bị cháy. Nhưng nếu mà chúng ta rang ở cái nhiệt độ cao ấy, thì nó sẽ bị cháy. Nếu từng này cốm mà không rang mà ăn thì còn lâu mới ăn hết được, bởi vì nó rất là dai. Cái cốm này sau khi người ta làm xong như này này thì người ta cho vào túi bóng và người ta cất vào ngăn đá của tủ lạnh. Người ta có thể dùng được trong vòng 2 tháng khi mà chưa rang lên đấy, chứ không phải rang rồi đâu nhé. Cho nên là chúng ta thấy là cốm ở Hà Nội họ bán rất lâu là bởi vì họ làm như thế. Bởi vì họ bỏ vào tủ lạnh trong ngăn đá, xong rồi cứ khi nào bán thì họ lại đưa ra. Họ đưa ra thì nó lại có thể dùng được. Nó vẫn thơm và nó vẫn giữ được hương vị của nó. Thì hôm trước chúng tôi vào mua thì thấy họ làm xong họ cất vào trong ngăn đá. Xong rồi họ lấy ra, họ cho vào cối, họ cho vào máy, họ giã lại. Bây giờ làm cốm thì nó không vất vả như ngày xưa. Ngày xưa mà làm được từng này cốm thì vất vả và mất rất nhiều công sức của nhiều người. Bởi vì ngày xưa là dùng cối đá để giã. Cối giã gạo nó bằng đá. Xong rồi phải thay nhau giã, chứ không như bây giờ nó dùng bằng máy hết à. Tôi thấy họ làm các cái loại như là bánh cốm này, rồi tôm tôm chiên mấy cốm này, rồi cốm xào mấy đường mấy dừa. Thì đối với tôi không thích cái món đấy vì nó dẻo và nó ngấy, nó ngọt quá tôi cũng không thích. Tôi thích ăn theo cái kiểu này, bởi vì cũng có thể do cái tuổi thơ của mình hay ăn theo kiểu này cho nên bây giờ mình thích ăn theo kiểu này. Đó, thì ai đã từng ăn rồi thì biết, mà ai chưa ăn thì nên thử. Không cho bất kỳ một cái gì vào đây hết, chỉ đặt lên chảo và rang rang cho nó nổ lên là ăn.
Đây là do mình cho vào tủ lạnh rồi, khi mình đưa ra thì khi mình rang ấy, thì nó sẽ không đều được như cốm vừa làm xong. Như ngày xưa chúng tôi làm cốm xong ấy, là ăn nó dai, nó mỏi mồm mà không ăn được hết, thì sau đó sẽ mọi người sẽ rang lên để ăn, để thưởng thức cả hai loại, một loại là cốm dẻo, một loại là cốm để rang lên. À, lúc nãy tôi không biết tôi có nói sai là cốm xào không? Cốm này rang lên chứ không phải là xào, bởi vì không có cho dầu mỡ gì vào, không thể gọi là xào được. Cái này chỉ cốm rang thôi. Đấy, nó đã gần được rồi đấy, bởi vì nó do mình bỏ tủ lạnh cho nên là nó không đều. Nó có những cái chỗ nó không đều như là cốm mà mình vừa làm xong cho mình rang thì nó sẽ đều hơn. Với cả khi mình rang cái này thực ra thì nó cũng đảm bảo vệ sinh hơn, bởi vì thực sự tôi chứng kiến tận mắt họ làm thì nó cũng chưa được sạch lắm đâu. Đó. Thứ hai nữa là trong quá trình vận chuyển thì họ cân cũng thế, mà cái lá không biết là có sạch không. Thì nếu mà chúng ta rang lại như này nó vừa ngon và nó đảm bảo vệ sinh hơn. Thì tất nhiên là đi dọc đường thì mình cứ ăn thôi, mà cũng chưa thấy ai bị làm sao cả. Nếu có bị thì cũng chỉ là virus vào thôi, chứ vì cái đồ này nó không có ôi thiêu nên là nó không bị làm sao cả. Tôi đã tắt bếp, bây giờ chỉ đảo cho nó khô thôi, chứ mình mà không tắt bếp thì nó sẽ bị cháy, bởi vì do mình bỏ tủ lạnh cho nên là nó có chỗ thì chín rồi, nhưng có chỗ thì nó vẫn chưa. Mình đảo này một lúc nữa là nó sẽ khô và nó sẽ giòn đều hết, với cái độ nóng vẫn còn của chảo thì nó sẽ còn đều, nó sẽ đều hết. Tôi có hỏi một cậu học trò sinh ra vùng biển ấy, thì tuổi thơ không được ăn cái này. Thì tôi hỏi cậu có thấy gì, có thấy ngon và thấy đặc biệt không, thì cậu bảo cậu ăn thì cũng ngon nhưng mà nó không có gì đặc biệt, không có gì ấn tượng, bởi vì nó không gắn liền với tuổi thơ. Còn như chúng tôi là nó gắn liền với tuổi thơ, đi hái lúa nếp về rồi đi làm, rồi cùng nhau giã, rồi cùng nhau sàng sảy, xong cùng nhau ăn và nói chuyện, cho nên là khi mà nhắc đến cái món này nó là cái ký ức của tuổi thơ, chứ không chỉ đơn thuần là một món ăn nữa. Tay tôi đã được rửa sạch sẽ rồi trước khi làm món này đã rửa sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ sẽ cho ra đây cho nó nguội. Em biết máy lúc nãy đã đặt ở cái chế độ kia, em biết máy quá nó dọc thì khi mà cốm mà cho vào lá sen ấy, thì nó sẽ thơm hơn và nó ấn tượng hơn là cốm mà chúng ta máy úp quá, nó sợ tí nữa nó bị hình không, bởi vì lúc nãy không kiểm tra máy đặt như này. Sợ tí nữa nó bị gì đó. Đóng tạm dừng. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Nói chung mình để một nguội một tí nữa thì nó sẽ giòn hơn. Mình nhìn nó ngon lắm rồi. Rất là ngon, nó giòn mà nó thơm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.